Đại diện Brexit ở Hạ viện sẽ vẫn bỏ phiếu vào ngày 11 tây tháng 12. Bộ trưởng Môi trường Anh Michael Gove vào ngày thứ Hai ngày 10 tây tháng 12 cho biết Hạ viện sẽ bỏ phiếu cho thỏa thuận của Brexit Thủ tướng Theresa May vào ngày thứ Ba ngày 11 tây tháng 12 theo kế hoạch. Dự báo hiện tại cho thấy thỏa thuận của bà May sẽ bị thất bại và việc này sẽ đẩy kế hoạch Brexit của chính phủ vào tình trạng rối loạn. Ông Gove, nhà vận động Brexit nổi bật nhất trong chính phủ Anh, nói rằng không ai có thể có được một thỏa thuận tốt cho đất nước này hơn Thủ tướng và kêu gọi mọi người ủng hộ thỏa thuận và ủng hộ Thủ tướng. Những ngày gần đây, báo chí Anh Quốc đã loan tin rằng bà May có thể trì hoãn cuộc bỏ phiếu ngày 11 tây tháng 12. Phe Bắc Ireland, phe hỗ trợ chính phủ của bà, đã đề nghị bà nên đến Brussels để đàm phán, đòi các điều khoản tốt hơn. Trong khi đó, Liên minh Âu Châu cho biết thỏa thuận này là tốt nhất, có thể và tổ chức này sẽ không thay đổi.